Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể hội thi, đội măng non của chúng em đến từ lớp 8A trường Trung học cơ sở Triều Hải xin trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Có một nơi được gọi là thiên đường sách, ở đó chúng em đã tìm được những cuốn sách thú vị và bổ ích để nâng cao hiểu biết về mọi lĩnh vực, đó chính là thư viện trường Trung học cơ sở Triều Hải. Các bạn biết đấy, mỗi khi giai điệu bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã vang lên, có lẽ ai trong mỗi chúng ta rất có thể xúc động và nghĩ về người cha già đã hy sinh trọn cuộc cho dân tộc Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Bác yêu non sông đất nước Việt, Bác yêu nhân dân Việt và hơn hết Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Bác rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Lúc sinh thời, người đã từng căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Có lẽ từ tình yêu thương bao la ấy mà bác luôn coi trọng việc phát triển sự nghiệp, giáo dục và những tư tưởng, tình cảm lớn của người dành cho ngành giáo dục sẽ còn in đậm mãi trong mỗi thế hệ tương lai. Chính vì thế, đến với buổi giới thiệu sách hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn bộ sách Kể chuyện Bác Hồ do Nguyễn Hữu Đảng sưu tầm, tuyển chọn, được nhà xuất bản giáo dục Ấn Hình năm 2003. Bộ sách gồm 2 tập là tập hợp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bộ sách nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, cách mạng và tấm gương, đạo đức sáng ngời của Bác Hồ đến với độc giả, nhất là với tầng lớp nhân dân cán bộ. Tập 1 gồm những câu chuyện cảm động về cuộc sống Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thiểu số. Tiếp theo đó là những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác. Đến với tập 2, ngay ở trang bìa cuốn sách đã tạo cho bạn đọc một cảm xúc lớn khi nhìn vào bức ảnh Bác Hồ với những người nông dân. Bác vẫn với khuôn mặt sáng và nụ cười hiền từ, vây xung quanh người là các cô nông dân đang cười vui rạng rỡ. Một bức ảnh thật giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa. Nó không chỉ ý nghĩa với các cô nông dân được ở bên Bác lúc đó mà còn là tình cảm, là niềm vui của các thế hệ nông dân Việt Nam sau này. Cũng như ở tập 1, tập 2 bao gồm những câu chuyện kể về tình cảm của người dành cho cán bộ, chiến sĩ. Bác chúc các chú năm mới hạnh phúc, sao các chú lại khóc, đồng chí bộ đội già, chúng ta còn quên gì không? Để hiểu được ý nghĩa sâu hơn của việc đọc sách, chúng mình hãy cùng nhau xây dựng, giữ gìn thư viện của lớp, của nhà trường, đọc sách mỗi lúc, mỗi nơi. Còn bao câu chuyện thú vị đang chờ các bạn khám phá đó. Phần thi của chúng em đến đây là kết thúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Nếu các bạn muốn tìm và đọc cuốn sách này thì hãy đến thư viện sách của trường trung học cơ sở Triều Hải để tìm và đọc.